Em chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em quay video giới thiệu cái cây Lan Kiếm Tiên Vũ, là cái cây ở giữa anh chị ạ. Giới thiệu để mọi người biết được rằng là cái cây nào là cây Kiếm Tiên Vũ. Còn cây Lô Hội thì anh chị xem là chắc cũng biết rồi. Em cũng có đăng trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Thì hôm nay em sẽ nói về cái vấn đề đó chính là Kiếm Tiên Vũ bình thường và một loại là chúng ta hay gọi là dạng semi, và một loại như bên phải ấy, là cái cây Vị Hoàng ấy. Nó là một phần, còn cái An Ba, cái cây bên trái là cây kiếm vàng thơm của Thái. Chứ còn cái cây nhà em hiện giờ đang có mấy cái cây này thì tiện đây thì em cũng quay luôn. Chứ còn đương nhiên nó cũng có một số cái loại lan khác, ví dụ như là những cái lan đột biến hoa xanh vàng. Thì thường những cái cây mà lan đột biến xanh vàng á thì mới là những cái cây mà người ta đặt tên ở đây là để dễ nhớ cái mặt hoa đó và để mọi người nhớ được cái mặt hoa đó thôi. Chứ còn cái lá hay là hoa thì mọi người nó cũng gọi là có những cái phần khác nhau hoặc phần giống nhau thì nó tùy từng cây. Thì đây cái cây ở chính giữa đây thì là cái cây Kiếm Tiên Vũ. Đây mọi người nhìn cái cây Kiếm Tiên Vũ này nhá. Cái Kiếm Tiên Vũ này thì hoa của nó là, em sẽ nói về cái cây Kiếm Tiên Vũ để anh chị cùng hiểu về cái cây gốc của tất cả những cái cây khác liên quan đến Kiếm Tiên Vũ. Thì em sẽ nói sau. Đây là cái gốc của nó. Cái gốc này của nó thì đây mọi người nhìn này. Như cây này thì nó là hoa của nó là mọi người hay gọi là mắm. Đấy. Thì cũng được, bởi vì gọi thế nào cũng được, miễn là mình để dễ nhớ cái mặt bông hoa đó thôi. Chứ như cái cây tên là Tiên Vũ thì cũng vậy. Cái còn tên Latin thì nó lại khác. Đấy, ví dụ thế. Thì cái tên thì nó chủ yếu là để mình nhớ cái mặt bông đấy. Và như cái cây Tiên Vũ này nó là một cái cây Tiên Vũ bình thường. Hoa của nó là màu vàng nâu, tím. Và có những cây đỏ là những cái cây nó khác biệt hơn. Những cái cây Tiên Vũ bình thường này thì thân lá nó rất là đa dạng anh chị ạ. Ví dụ như cái cây này, cây giữa này là bụi nó rất là to và lá rất là đa dạng. Đặc trưng của Kiếm Tiên Vũ đó chính là lá to khoảng từ 2 cm rưỡi đến 3 cm trở lên. Còn đương nhiên nó có cây rất là to. Kiếm Tiên Vũ thường sẽ từ 2 đến 3 cm trở lên. Nó cũng có những cây lá bé hơn nhưng mà nó rất là ít hoặc là do củ già. Còn phần cơ bản thì dù là Tiên Vũ An Ba hay là Tiên Vũ thường hay là Tiên Vũ semi thì nó đều là thân lá to anh chị ạ, thân lá to. Nhưng đương nhiên là một số cái cây Lô Hội là thân lá nó cũng to. Thực ra thì nói về thân lá của cái cây này thì nó cứ thân lá to này đa phần là Tiên Vũ anh chị ạ. Còn tất cả những cái phần như độ khuyết lá này hay lá đầu bằng hay là lá khuyết chéo hay các thứ thì nó chỉ là một cái đặc trưng của cái cây thôi, chứ còn nó không gọi là có giá trị hẳn là như những cái cây mà đột biến về hoa, bởi vì cái lá gần như là nó không ổn định anh chị ạ. Thì lá đây chị vì nhìn ví dụ như cái đầu lá này. Cái đầu lá này là nó hơi bằng đúng không? Nhưng cái đầu lá dưới này nó khuyết kiểu đây, mỏ quạng đấy. Đây đây, cái đầu lá này, ba cái lá này cùng trên một loại đây nó là ba đầu lá khác nhau. Nên cái độ khuyết của nó to hay nhỏ hay là các thứ thì nó anh chị cứ đừng quá quan tâm. Chúng ta chỉ nên quan tâm về cái việc đó chứ là lá sần và lá láng thôi. Lá láng, lá mịn này thì trông nó đẹp hơn. Và thường những cái cây lá láng thì anh chị nuôi nó nhanh phát triển nhanh hơn là những cái cây lá sần. Đấy là theo em biết và cái kinh nghiệm của em. Còn đâu thì nó không có gì đặc trưng cả. Có những cái cây thì lá nó dài, có cây lá ngắn, cây lá to, cây lá nhỏ. Nó cứ to Tiên Vũ. Thế nên là mình sưu tầm những cái cây Tiên Vũ thân lá là bởi vì lá to, lá bé thôi. Nó cũng như kiểu anh chị sưu tầm cây phi điệp lá mít hay các thứ đấy. Thực ra nó cũng hoa nó cũng chỉ là phi điệp tím thôi. Nhưng lá nó có gọi là đôi chút gọi là đặc trưng, đẹp. Nhưng mà đặc trưng đấy thì nó không ổn định. Riêng về cái lá của những cái cây này nó không ổn định. Nó chỉ có những cái thuyết tương đối thôi. Ví dụ như là lá những cái cây này thì ví dụ như là những cái cây Tiên Vũ bình thường này thì nó có những cái cây là lá rất là to. Ví dụ như hàng Campuchia thì nó thường rất là to và cây khỏe, lá dày. Thì đấy là một số những cái đặc trưng của hàng Campuchia củ to nữa. Đấy thì là hàng Campuchia, hàng Việt mình thì thường lá nó chỉ bình nhỏ nhỏ này thôi. Lá bình nhỏ khoảng 2 cm rưỡi, 3 cm trở lên. Có những cây được 4 cm, 5 cm. Còn ví dụ như là anh chị trồng những cây như kiếm Huế nó lá khoảng 5-6 cm thì đương nhiên là khi mình chăm tốt thì cây gì nó to. Còn anh chị chăm kém thì lá nó nhỏ. Thế thôi. Và nhiều nắng thì nó lá nó ngắn và ít nắng thì lá nó dài. Còn anh chị cho ăn nhiều thì lá nó tốt và nó dày hơn. Còn đương nhiên là vừa nhiều nắng vừa ăn tốt thì lá nó ngắn, to, to bản và dày. Đấy là về cái riêng cái cây Kiếm Tiên Vũ. Còn Tiên Vũ thì nó có mấy cái loại hoa như sau. Thường thì nó đây như những cái em nói với anh chị vừa nãy á. Đấy thì bên này thì nó là cái cây Tiên Vũ bình thường. Tất cả những cái cây mà anh chị nhìn cần hoa của nó này. Cần hoa của nó là màu vàng nâu này,
vàng nâu thì nó đều là cây mắm hay là gọi là tiên vũ bình thường anh chị nhá. Thì cái hoa của cây tiên vũ này thì đặc trưng thì nó ra hoa vào từ tháng 4 đến khoảng tháng 11. Trong miền Bắc và miền Nam thì đa phần là nở hoa quanh năm. Có thể nở hoa quanh năm được. Bởi vì khi nhiều khi là mình tách ra nó bị sốc thời tiết là nó cũng nở hoa anh chị ạ. Tách kiểu ít thân ấy, tách một hai thân nó sốc thời tiết dễ nở lắm. Và cái hoa của nó đây gọi là tiên vũ, là cái cây này là hoa vàng tím. Đây, cái trụ nhụy của nó cũng là màu tím. Đấy, cái môi hoa nó màu tím anh chị nhá. Màu tím đây. Đây là cái môi hoa, xung quanh là năm cánh. Và cái trụ nhụy của nó là cái điểm vàng này. Nó rất là bình thường. Thường cái cây tiên vũ nào nó cũng như này. Đấy là cái cây tiên vũ anh chị nhá. Còn nó có những cái cây khác, ví dụ như là cái cây vị hoàng này nó là tiên vũ. Nhưng bản thân cái cây vị hoàng này thì cần nó lại xanh sạch, cần nó xanh vàng, cần nó xanh sạch và không có ám nâu, ám tím. Đấy. Thì đương nhiên là cái cây vị hoàng này cái mầm của nó cũng xanh sạch. Cái mầm gốc ấy, mầm gốc là cái lá này anh chị ạ. Cái mầm gốc mầm bé. Đây là cái mầm này nó to rồi. Đấy, mầm gốc là những cái mép lại những cái lá này này, nó tím thì là tiên vũ, còn xanh sạch cái này là như cây vị hoàng là nó xanh sạch. Đương nhiên nó có một số cây là xanh sạch khác nhưng mà nó không phải vị hoàng. Nó có thể là anba hoặc vẫn là tiên vũ bình thường. Thì đấy nó tùy từng cây. Cái đặc trưng của cái cây những cái cây mà gọi là semi này á thì anh chị nhìn là cần hoa nó xanh vàng và trụ nhụy của nó trơn. Trụ nhụy đây. Anh chị nhìn cái trụ nhụy là cái giữa. Cái giữa chính là cái trụ nhụy. Và cái trụ nhụy này thì nó tùy thời tiết, riêng những cái cây semi này, nhưng nó ổn định là cái cần hoa của nó xanh vàng. Cần hoa của nó luôn luôn là màu xanh vàng, ví dụ như cái vị hoàng là cần hoa luôn luôn xanh vàng. Và cái trụ nhụy của nó thì nhiều khi có những năm thì nó ám, có năm không ám, thì đấy phụ thuộc tùy từng vùng trồng và kiểu thời tiết nữa. Còn cơ bản thì nó là chỉ một phần thôi. Đấy, gọi là đột biến chúng ta hay gọi một phần semi á. Đấy thì là cái cây vị hoàng nó như thế. Thì là cái vị hoàng chúng gọi semi, gọi là nó cũng là tiên vũ nhưng mà tiên vũ cái dạng semi, có nghĩa là đột biến một nửa hoặc một phần, đột biến một phần. Thì cái này là trụ nhụy sạch, cánh của nó tương đối sạch và sáng màu và cần hoa của nó, cần hoa nó xanh vàng anh chị nhá. Đấy là cái mà gọi là semi hay gọi là khác biệt với tiên vũ á. Thì những cái cây khác biệt với những cây tiên vũ bình thường thì là người ta hay đặt tên. Thì những cái cây kiểu dạng semi gọi là một phần đấy thì người ta cũng đặt tên để dễ nhớ cái mặt bông đấy, và nó cũng là cây có ít hơn là những cái cây tiên vũ bình thường. Thế nên là cũng được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Còn nữa thì nó chính là cái cây này. Cái này chính là cái cây anba, tiên vũ anba. Những cây anba này thường sẽ là ít nhất và hiếm nhất có trong các loại. Thì anba này nó là ít hơn tất cả, ít hơn là cái cây này là cây gốc này, cây mắm này là cây gốc này. Cây tiên vũ thường này là cây gốc thì nó sẽ có những thể đột biến một nửa, một phần như là cái cây vị hoàng, hoặc là một phần như là cái cây phan chí, nó cũng là một phần. Bởi vì lưỡi nó vẫn là hồng, nó không được đột biến hết. Còn môi hoa ấy, môi hoa nó hồng. Còn như những cái cây này là dạng anba này thì có nghĩa là toàn phần. Đây chị nhìn toàn phần này. Có nghĩa là của nó tất cả là tím đúng không ạ? Vàng tím đây này. Anh chị nhìn đây này, anh chị biết ngay. Tím bên trái này, à bên phải là cái cây tím này, vàng tím nâu. Đấy. Thì cái trụ nhụy của nó sạch này, trụ nhụy nó sạch này. Cái cây anba trụ nhụy sạch này. Cánh hoa nó sạch. Đấy, và cái môi hoa của nó, cái môi hoa là cái tím ở ngoài đây. Ngoài cùng đây là cái môi hoa. Thì cái cây anba này thì nó là cái cây ít nhất. Ví dụ như Việt Nam mình thì cái lượng anba này ở rừng ấy nó ít. Còn như cây này nó là cây Thái. Cây Thái thì cơ bản là Thái người ta nhiều hơn, bởi vì người ta nhân giống nuôi trồng tốt hơn và người ta đẻ ra nhiều. Theo như em biết là như thế. Và người ta dùng có thể dùng công nghệ để lai tạo những cái cây anba này với nhau. Và nó cho ra những cái cây con cũng là anba như này. Có nghĩa là cũng là vàng, vàng lưỡi trắng này. Thế nên là nó đa dạng, rất là đa dạng mặt bông. Thì như cái cây tiên vũ này là cái cây anba này cũng là một cây trời được, hoa rất là thơm. Kiếm tiên vũ thì nó có hương tùy từng cây, nhưng nó có những cái cây thơm rất là đặc biệt, có những cây thơm nhiều, cây thơm ít. Nhưng mà so với những cái loại khác thì em thấy là cái cây kiếm này thì nó hương thơm nó không mạnh bằng những cái cây khác. Đấy, thơm nó chỉ nhẹ và rất là ngọt. Đấy, nhẹ hơn. Đấy thì là cái cây tiên vũ này vàng lưỡi trắng là cái cây đột biến toàn phần, là cái cây có ít nhất và ít, nếu mà so với các thể đột biến khác thì cái cây dạng như đột biến một phần ấy thì nó nhiều hơn, và cái thể đột biến toàn phần này thì nó ít hơn ở trên thị trường, trong thị trường tự nhiên. Còn đương nhiên khi nhân tạo ra thì nó có nhiều cây rất là đẹp, nó có cây nọ cây kia khác nhau, nó cũng như là các cái dòng khác như là phi điệp hay là các loại, một số cái loại khác.
thì anh chị có thể tham khảo thêm. Loại nào có tên thì em cũng sẽ ghi và lưu lại. Còn về cái cây kiếm Tiên Vũ thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người như vậy để mọi người cùng biết. Đó chính là nó có những cái thể đột biến một phần. Có những cây mà như cây Phan Chí á, thì nó không giống cái cây Vị Hoàng này. Cây Phan Chí thì nó chỉ có cái môi hoa của nó thôi, nó chỉ còn môi hoa nữa là ăn ba thôi. Đấy, còn môi hoa nó hơi hồng. Cái Phan Chí là môi hoa hồng, còn đâu cánh của nó trụ nhị là sạch tinh. Đấy, thì nó cũng là dạng một phần bởi vì nó chưa hết. Còn đột biến hết thì là nó phải như là cái cây xanh Huế chẳng thế, hoặc là cái cây vàng Thái này. Đấy là một số những cái cây em giới thiệu về kiếm Tiên Vũ anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây hoa lan khác. Xin cảm ơn tất cả các bác.